Kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, tháng 6 năm 2013 có lẽ là một ký ức kinh hoàng đối với những người dân Ấn Độ khi mưa lớn đã gây ra một loạt vụ lở đất và lũ quét ở bang Uttarakhand. Không chỉ đến sớm hơn mọi năm, những trận mưa gió mùa năm đó còn được đánh giá là lớn chưa từng có trong suốt 80 năm. Tại sao thời điểm đó chính quyền địa phương đã thông báo con số thiệt mạng lên đến 5.000 người, hàng ngàn người mất tích? Tuy nhiên, tờ Al Jazeera dẫn lời các quan chức Ấn Độ lại cho biết số người chết có thể lên đến 6.500 người. Thảm họa xảy ra đúng lúc hàng trăm ngàn người theo đạo Hindu đi hành hương, viếng bốn ngôi đền thiêng ở bang Uttarakhand. Thông thường, du khách kéo đến trước mùa mưa vào tháng 7, không ngờ năm nay mưa lại đến sớm. Gần một tuần, những cơn mưa xối xả không ngừng đã cuốn trôi nhà cửa, gây ra lở đất và làm đứt các đường dây liên lạc. Một sĩ quan tham gia cứu nạn tại thành phố Kedarnath kể với AFP, «Tôi chưa từng thấy cảnh nào như thế. Những con đường bị sạt lở hoàn toàn, nhiều làng mạc bị quét trắng, mưa xối xả khắp nơi». 680 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy. Nhiều thi thể nạn nhân bị vùi sâu trong bùn đất, khiến số người chết thực sự có thể tăng lên hàng nghìn người. Thủ hiến bang Uttarakhand, Vijay Bahuguna, đã đưa ra thông tin có ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng. Còn bà Shaila Rani Rawat, nghị sĩ của bang, khẳng định có vùng bị tàn phá hoàn toàn, không còn gì nữa cả. Bà ước tính số thiệt hại lên đến 2.000 người. Tuy nhiên, nhiều người lo sợ con số thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều. Chỉ một thời gian ngắn sau, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, đặc biệt ở thung lũng Kedarnath. Hàng ngàn người khác mất tích. Tuy nhiên, tờ Al Jazeera dẫn lời các quan chức Ấn Độ lại cho biết số người thiệt mạng có thể lên đến 6.500 người. Tại thời điểm cơn ác mộng hoành hành, chỉ tính riêng số người bị kẹt lại tại một trong bốn ngôi đền là Kedarnath đã là 27.000 người và hơn 50.000 người thời điểm đó vẫn mắc kẹt tại vùng lũ lụt. Tiếp đó, người phát ngôn của chính quyền bang Amit Chandola xác nhận tổng số 80.000 người đã được cứu thoát bằng đường không và đường bộ, và vẫn còn khoảng 7.000 người mắc kẹt ở thánh địa hành hương Barinath trên dãy Himalaya. Việc giải cứu khoảng 7.000 người còn mắc kẹt trên núi sau khi xảy ra lũ lụt và lở đất là nhiệm vụ khẩn cấp nhất. Một nhà chức trách cho biết rằng nếu không kịp cứu họ trước tối 24 tháng 6 – số người chết có thể lên đến 8.000 do mưa lớn sẽ còn chút xuống bang Uttarakhand. Và tính đến 15 tháng 7, không tìm thấy những người mất tích thì họ sẽ bị cho là đã chết do mưa lũ. Quân đội Ấn Độ đã triển khai một chiến dịch sơ tán lớn chưa từng có trong lịch sử nước này với 34.000 người được sơ tán, sau đó là 100.000 dân tại vùng núi Himalaya. Chiến dịch cũng huy động khoảng 8.000 người phục vụ, 3.000 lính biên phòng và hàng trăm cảnh sát. Ngày 23 tháng 6, giới chức Ấn Độ cho biết các đội cứu nạn ở Kedarnath đã chuyển sang tìm thi thể nạn nhân, trong đó có nhiều du khách và người hành hương. Ngoài ra, hàng trăm người đã hạ trại ở Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhand để tìm kiếm người thân và bạn bè. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nhiều người trên sông Hằng và tại những khu vực có lở đất. Tuy nhiên, các hoạt động cứu nạn đã bị ngăn trở vì mưa lớn, còn núi thì bị mây và sương mù che phủ. Sáng 24 tháng 6, trực thăng chở lực lượng đặc biệt tìm kiếm người sống sót đã buộc phải quay lại do thời tiết xấu. Dân cư và các giới chức thành phố Kedarnath, nơi nhiều ngôi đền Hindu tọa lạc, đều kinh hoàng trước sức tàn phá của những trận lũ và lở đất đó. Họ gọi đó là cơn sóng thần của dãy Himalaya. Đồng thời, người dân cáo buộc nhà chức trách bang Uttarakhand đã không hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là thiếu cảnh báo kịp thời và cơ quan ứng phó thiên tai phản ứng chậm. Lũ lụt đã tàn phá nhiều hạ tầng giao thông quan trọng, vì vậy, công tác sơ tán dân chúng gặp nạn hoàn toàn dựa vào trực thăng hoặc xe lửa đặc biệt. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã mô tả đó là tai họa. Ít nhất 10.000 binh sĩ đã được huy động cùng 20 trực thăng đưa hàng cứu trợ đến những vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ bất thường mấy ngày qua ở Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ. Các binh sĩ, nhân viên bán quân sự và giới chức ứng phó thiên tai đã phải làm việc suốt một tuần không ngừng nghỉ để giải cứu những người hành hương bị kẹt ở thung lũng Kedarnath, nơi các ngôi đền thiêng của người Hindu bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Ước tính những trận mưa bão tồi tệ nhất trong vòng 80 năm đã khiến 4.000 ngôi làng ở Ấn Độ ngập chìm trong biển nước. Nhiều thi thể vẫn còn bị trôn vùi trong đống đổ nát, trong khi một số khác trôi giạt xuống vùng hạ lưu và được hỏa táng hoặc trôn cất. Gần một tháng sau khi những cơn mưa lớn ngớt hoành hành, nhiều tuyến đường giao thông Uttarakhand vẫn bị gián đoạn do sạt lở nghiêm trọng. Khi những người dân Ấn Độ vẫn chưa thể xóa mờ đi ký ức, thì 10 năm sau, thảm kịch lại lặp lại một lần nữa. Vào năm 2023, những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã cuốn trôi các phương tiện phá hủy các tòa nhà và các cây cầu ở các bang phía bắc Uttarakhand và Himachal Pradesh của Ấn Độ, kéo theo lũ lụt và sạt lở đất xảy ra tại nhiều khu vực. Kể từ khi bắt đầu mùa mưa vào cuối tháng 6, hơn 250 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa và tai nạn đường bộ ở bang Himachal Pradesh. Tại bang Uttarakhand lân cận, hơn 60 người đã thiệt mạng và 17 người mất tích. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy dòng lũ quét ồ ạt chảy xuống từ núi cuốn theo những tảng đá lớn, phá hủy nhà cửa, công trình ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Vô số thi thể người đã được tìm thấy sau các trận lũ quét lở đất. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 9 người chết khi lũ quét khiến ngôi đền ở thủ phủ Shimla, một khu du lịch nổi tiếng bị sập. Thảm kịch này đã khiến ít nhất 11 người nữa thiệt mạng. Tại thời điểm vụ sạt lở xảy ra, có khoảng hơn 30 người đang ở trong đền. Theo giới chức bang Himachal Pradesh hàng nghìn người khác đã bị mắc kẹt sau khi đường xá, đường dây điện và mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thủ hiến bang Sukhvinder Singh Sukhu đã đăng một video đáng lo ngại về một dòng nước lũ dữ dội cuộn tràn trên các con đường, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đến gần các con sông để đảm bảo an toàn, trong khi các trường học trong tiểu bang được yêu cầu đóng cửa. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày 15 tháng 8 cho thấy, nhân viên cứu hộ đang đưa các thi thể ra khỏi lớp bùn đất vốn đã trôn vùi nhiều tòa nhà. Himachal Pradesh là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa mưa năm nay ở Ấn Độ. Hồi tháng 7, hơn 30 người ở bang này thiệt mạng sau lũ quét và lở đất. Trong khi đó, thủ đô New Delhi đã chứng kiến mực nước sông Yamuna dâng lên mức cao nhất kể từ năm 1978. Một số nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang khiến mùa mưa ở Ấn Độ trở nên hỗn loạn và thất thường hơn, gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Tình trạng ngập lụt được mô tả là tồi tệ nhất trong 45 năm qua, khiến nhiều trường học và văn phòng phải đóng cửa. Sau những trận mưa lớn liên tiếp ở thủ đô New Delhi, các bang ở khu vực phía bắc đã phải khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân khi sông Yamuna chảy qua thành phố có nguy cơ vỡ bờ. Những con phố biến thành sông, nước ngập quá nửa bánh xe, giao thông gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều khu vực trung tâm New Delhi bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều văn phòng tư nhân và chính phủ, bao gồm cả trụ sở cảnh sát cũng bị ngập lụt các dịch vụ tàu điện ngầm chịu ảnh hưởng nặng nề. người dân New Delhi và Manali ở bang Himachal Pradesh phía bắc Ấn Độ hiện đang phải vật lộn với nước lũ và đối mặt với mất mát lớn sau thiên tai. họ phải sống trong những chiếc lều tạm bợ bên đường, phải chạy trốn khỏi các khu ổ chuột khi mực nước sông bắt đầu dâng cao. những đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà đổ sập dưới trận mưa như chút nước, bức tượng thần Shiva cũng đã bị nhấn chìm do mực nước sông hàng dâng cao. bi kịch dường như nối tiếp bi kịch khi mẹ thiên nhiên đã khiến cho đất nước này phải liên tiếp hứng chịu những trận thiên tai lũ lụt càn quét khủng khiếp. Mới đây nhất, thảm họa lũ lụt xảy ra ở miền Đông Bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 77 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích và 3.000 người mắc kẹt tại một số trung tâm lánh nạn ở phía Bắc. Theo giới chức Ấn Độ, đợt lũ lụt tháng 10 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại bang Sikkim, phá hủy hơn 1.200 nhà dân. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn 2.500 người mắc kẹt trong vùng lũ. 3.000 người mắc kẹt tại một số trung tâm lánh nạn ở phía bắc của bang do máy bay sơ tán không thể cất cánh theo đúng kế hoạch do thời tiết xấu. Hiện vẫn còn hơn 100 người mất tích. Các nhà khoa học cảnh báo thảm họa tương tự sẽ còn xảy ra với mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng tại khu vực dãy Himalaya. Nguyên nhân là do nhiệt độ toàn cầu tăng đẩy nhanh tốc độ băng tan, khiến mực nước sông dâng cao và hình thành các hồ nước lớn dẫn tới nguy cơ lũ quét khi xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại